Trận đấu giữa Ali Cao Khanh và Ali Cao Minh. Trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 15 điểm. Không, bắt đầu. Đạp cầu vô lưới. 1-0. Anh Khanh quên hụt cầu. 2-0. Không. 4-0. Chết. 5-0. 1-5. 2-5. 4-6. 7-4. Ao cầu. 8-4. 9-4. Có ý tưởng nhưng mà thực hiện chưa thành công. Đổi cầu. 5-9. Ao cầu. 0-5. Tốt cầu. 1-5. Có ý tưởng tốt nhưng mà chưa thành công. 2-5. Sáu hai. Đổi vô cầu. 3-6. Mớp vô. Úc Khanh đã lao sân. 4-6. Điểm cuối. Hết tiền. Trận đấu đã kết thúc trong tỷ số 15-6. Quá, trận nhậu hôm nay đã hành anh Khanh quá mức.